Chào thầy và các bạn. Hôm nay mình được năm người thầy đã giao điều kiện tâm lý hai đoạn đến trang cầu kết một hai đến từ không đến mười lăm và mỗi lần thì được tăng lên 1 tỷ kết bảy tám đến xuống từ 26 xuống không và mỗi lần giảm 2 tỷ kết lấy còn lại thì hiển thị cho học nghe và con số hai mươi đến lên là đến xuống xảy ra đồng thời và lặp lại theo một chu kỳ. Tôi yêu cầu đề bài mình đã thiết kế xong một mặt nguyên lý nên là một lúc mình sẽ cho con tích một cái có năng lượng tạo số mình có tăng vô nhận tổng số là 20 mê ở đây thì mình khai thác cho mình là chữ nhắn khóa ra là cái phần đó để điều khiển cái led thứ tự như thế. Ở đây là tinh tinh đủ tín hiệu để điều khiển đám led các vàng hoặc xe từ A đến tinh tự đi lên. Và tiếp theo là sơ đồ nguyên lý tâm sơ đồ lưu đồ của bài này đầu tiên chúng ta bắt đầu và tiếp theo chúng ta sẽ có thì chúng ta có biết cấu hình trục trong giám mã sau đó ta sẽ hình thành ở đây chúng ta đặt những yêu cầu khi mà hiển thị chúng tăng sẽ tăng lên và giảm thì giảm thứ hai nếu mà tăng lớn 15 thì tăng cho bằng không và giảm nhỏ không thì giảm cho bằng 26 cứ như vậy chúng ta sẽ lặp lại và tiếp theo sẽ là phần cuối. Đây là cái lõm tôi vừa được sử dụng thực hành một số người đạt 20 mê hẹp một cái mẫu để tạo ra giá trị chặt ngang và một mảng tạo ra mảng nổi cộng thầy lo vi viết một chương trình con đó là chương trình tính chạy chúng ta cho một tiếng y là quy quy chạy từ 0 đến 25 có nghĩa là số lớn nhất là một chu kỳ lớn nhất của em sẽ là chúng ta sẽ lấy là 26 thì AMXS luôn hiển thị dấu gạch ngang và thì chúng ta AMXS luôn hiển thị cái mảng này đây sau đó chúng ta sẽ hiển thị mã tôi cái mã đây là của số chúng ta sẽ đi lại không đi về và sẽ chấm lên đây là lệnh để cho 8 mét quét và chương trình chính ta sẽ set up một xe và một e tạm và viết hàm hiển thị đến lên cho viết không và một và đến xuống cho 6 và 7 chúng ta kêu kêu cho mình con cũng được rồi lấy tăng đến 15
Cứ như vậy là nếu ta một đơn ta lúc nó chạy đúng yêu cầu của thầy vào chạy của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.